Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên mặt hàng Nhật Bãi để giới thiệu anh em. Lần này mình có soạn cho anh em được một bộ khóa vòng chuyên dụng để anh em ta mở ốc ô tô, xe máy, xe tải. Thì đây là những cái khóa vòng của nội địa Nhật đến từ nhiều hãng của như Super, Chom Vanadium, rồi Asahi, rồi SK11 lộn xộn. Nói chung là cái bộ này nó tổng hợp. Nó cũng đầy đủ những cái số cần thiết cho anh em từ 8 tới 32. Thì trong này nó có mấy cây chìa khóa vừa vòng và vừa cây lơ miệng, còn lại là những cây khóa vòng chuyên dụng. Thì những cái cây khóa vòng của nội địa Nhật thì chất lượng của nó thì không có gì để bàn cãi rồi anh em. Nó làm rất là dày dặn và chắc chắn. Đó. Những cái dòng này là anh em đập phá thoải mái luôn, không có lo bị chẹt đầu. Đó, sử dụng thì bền thì lâu. Đó, cái chất thép của nó làm rất là cứng chắc. Anh em thợ thầy mà chuyên sử dụng những cây khóa vòng Nhật Bãi rồi mà thì sau này mà có mua những cái bộ Trung Quốc rẻ rẻ thì anh em có xài thấy chán ngay. Vì cái chất lượng của nó không bao giờ mà nó ngon được. Đập vài cái, dặn vài cái là chợt đầu với công ngay. Thì cái bộ cờ lơ miệng gồm có 4 cây, 5 cây gồm cây số 10, 12, 13, 14, 17. Còn lại là những cái cây cờ lơ vòng là mình sẽ đọc thông số cho anh em ha. Gồm 8, 9, 10, 12, 11, 13, 12, 14, 14, 17, 17, 19, 17, 21, 19, 21, 22, 24, 21, 26, 23, 26, 27 và 29, 32. Nói chung là những cái số này là đầy đủ cho anh em để làm nghề sửa chữa rồi đó. Thì bộ khóa vòng này mình bán với giá là chỉ có 650 ngàn, chưa phí vận chuyển cho anh em thợ là mua về sử dụng. À, hàng thì bao xài, bao sử dụng cho anh em, bao đập phá luôn. À, cái gì chứ mấy cái anh khóa vòng của Nhật này là mình bao chất lượng cho anh em, xài mà không ngon là không ăn tiền. Rồi, chỉ có 650 ngàn, chưa phí vận chuyển. Là anh em sở hữu một bộ khóa vòng chuẩn xịn chất lượng để về xài. Rồi anh em nào quan tâm thì liên hệ. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.